Hello everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào các quý vị và các bạn thân mến. Chúc các quý vị và các bạn đầy hạnh phúc và nhiều niềm vui. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sớm bàn giao các khu đã hoàn thành cơ sở tầng tại khu tái định cư Đồng An, Bình Sơn cho Ủy ban nhân dân huyện Long Thành để bàn giao đất cho người dân. Trong khu vực gần 5.000 hecta xây dựng sân bay quốc tế Long Thành có hơn 2.900 hecta đất thuộc quyền sử dụng 5.541 hộ gia đình cá nhân. Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, đến thời điểm này địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.652 hộ gia đình cá nhân với số tiền là gần 5.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì 800 hồ sơ khác cũng đã hoàn tất chuẩn bị niêm yết và chỉ còn chờ đến thời hạn quy định sẽ thực hiện chi trả cho người dân. Ông Lê Văn Tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, khi hoàn thành chi trả cho khoảng 800 hồ sơ tiếp theo, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ sẽ đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Tính từ thời điểm Đồng Nai thực hiện bàn giao gần 2.600 hecta đất cho Bộ Giao thông Vận tải đến nay, huyện Long Thành đã thực hiện chi trả thêm khoảng 4.000 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân. Tiến độ thực hiện như vậy là tương đối nhanh. Theo ông Tiếp cho biết, đối với 2.123 hồ sơ còn lại, hiện nay còn khoảng 1.100 hồ sơ đủ điều kiện và đang được các cơ quan chức năng của huyện Long Thành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Huyện đang kiểm soát chặt chẽ về tiến độ đối với từng hồ sơ một và các hồ sơ đủ điều kiện. Số hồ sơ ở cấp xã còn bao nhiêu, ở các phòng ban còn bao nhiêu, theo dự kiến hồ sơ này sẽ hoàn thành đầy đủ và các thủ tục trước ngày 15 tháng 4 tới để thực hiện niêm yết và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân, ông Lê Văn Tiếp đã chia sẻ. Vâng, mình cũng hay đi làm qua đây thì mình thấy cái tốc độ thi công công trình của khu tái định cư sân bay quốc tế Long Thành rất là tốc độ các bạn ạ. Các anh chị nào mà về khu tái định cư sẽ thấy ngay hiện diện mạo xây dựng rất là tốc độ và nhanh chóng. Và người dân sắp sửa ra được xây dựng ở để ổn định cuộc sống. Và tiếp theo là trong những khó khăn nhất là hiện nay là chỉ có việc là xử lý khoảng 1.000 hồ sơ của các trường hợp cho tặng thừa kế chuyển nhượng đất bằng giấy tờ tay. Đối với đất giấy tay hiện nay thì có khoảng 2 dạng là cho tặng thừa kế chuyển nhượng, chọn thửa đất và tách thửa đất. Theo ông Lê Văn Tiếp, thời điểm đầu năm 2020, các trường hợp đất giấy tay lên đến 1.225 hồ sơ. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trước đối với các trường hợp đơn giản, các cơ quan chức năng huyện Long Thành đã xử lý xong 225 hồ sơ đất giấy tay. Hiện nay, đối với các trường hợp đất giấy tay chọn thửa khó khăn trong giải quyết là theo quy định của pháp luật, chỉ áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ đối với các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không áp dụng đối với người đang sử dụng đất. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Long Thành cũng đang chờ hướng dẫn xử lý cho các trường hợp như trên. Thì trong khi đó, đối với đất giấy tờ tay tách thửa hiện có là 645 hồ sơ. Đối với các trường hợp này, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đã tổng hợp từng trường hợp về thời điểm tách thửa, thời điểm cho tặng, mua bán và đã báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng xử lý. Khi có hướng dẫn xử lý, Ủy ban nhân dân tỉnh huyện Long Thành sẽ thực hiện nhanh để đảm bảo tiến độ chung, ông Tiếp đã cho biết. Sẽ nhanh chóng bàn giao đất tái định cư cho địa phương. Đến thời điểm này thì Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã thực hiện rà soát 1.724 hồ sơ, trong đó đã xét tái định cư cho 348 hồ sơ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đã ban hành các quyết định giao đất cho người dân đối với các trường hợp này để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay quốc tế Long Thành. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đã có văn bản kiến nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cắm mốc đất tại khu vực tái định cư Lộc An, Bình Sơn để địa phương thực hiện bàn giao đất cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sớm bàn giao mặt bằng khu tái định cư để bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà cửa. Ông Lê Văn Tiếp
cũng đã cho biết. Vậy là sắp tới trong tháng 4 này thì cũng người dân sẽ được xây dựng rồi các bạn ơi. Theo thông tin như vậy thì mình cũng nắm sơ bộ rồi. Thì liên quan đến vấn đề bàn giao đất tái định cư để người dân xây dựng nhà cửa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh thực hiện bàn giao ngay cho Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành những khu đã hoàn thành hạ tầng để địa phương bàn giao đất cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng nói, hiện số lượng các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là khá nhiều và đang chờ được nhận đất để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, hiện cũng đã có cơ bản hoàn thành xong thiết kế xây dựng hàng rào xung quanh sân bay. Khi xây dựng hàng rào thì đi qua diện tích đất của người dân rất nhiều, do đó khu nào trong khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn đã hoàn thành thì cần bàn giao ngay cho địa phương để địa phương bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà cửa, ổn định trong cuộc sống, Chủ tịch Cao Tiến Dũng đã nhấn mạnh. Vậy là trong tháng 4 này và sắp tới thì người dân bắt đầu xây dựng nhà cửa, và mình cũng chia sẻ cho các anh chị, các quý vị, các kỹ sư công trình, các nhà thầu vật liệu xây dựng sắt thép về đây mở các cửa hàng gạch, xi măng, tôn kẽm để cung cấp cho người dân, để phục vụ cho người dân thì rất là tốt. Nhà tất cả các doanh nghiệp thì sắp tới này khi mà người dân tái định cư xây dựng thì cũng rất là cần thiết những người phụ dọn nhà, dọn dẹp, chở những cái vật liệu của người dân ra khu tái định cư. Sắp tới này thì việc rất là nhiều, thì tất cả chúng ta cũng như là các anh chị nào có xe ba gác, xe lôi, xe này, xe kia thì đến đây và phục vụ thì rất là tốt. Rồi là các quán ăn để phục vụ cho những người công nhân thi công công trình xây dựng, cũng như là sân bay quốc tế Long Thành, xây dựng nhà dân, các công ty thiết kế nhà ở liền kề khu phố gì đó, có những cái bản vẽ nhà đẹp xinh tư vấn cho người dân. Theo mình thì sắp tới chỗ này thì cũng là một chỗ vui chơi giải trí, có nhiều các doanh nghiệp về đây để khai thác, để phục vụ cho người dân cũng rất là tốt. Và ai có nhu cầu mua đất đai thì alo cho mình. Mình là Sốt Tỉnh trên kênh BDS của Mỹ 1, nhận ký gửi giới thiệu nhà đất tại huyện Long Thành cũng như là huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua đất làm nhà vườn hay nhà xưởng thì cứ mạnh mẽ liên hệ với mình, comment phía dưới, để lại số Zalo với lời bình, mình sẽ gọi lại sau và tư vấn. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị đã xem trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1. Chúc cho quý vị một ngày mới mạnh khỏe và thành công thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn.